Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Công thức giảm cân, rửa sạch mỡ bụng cấp tốc ngay tại nhà. Chanh leo hay còn gọi là chanh dây là một loại quả quen thuộc. Sở hữu nhiều lợi ích thần thánh đối với sức khỏe là vậy, nhưng uống chanh dây có giúp giảm béo được hay không? Câu trả lời là có. Tại sao chanh dây lại có thể giảm cân tốt đến vậy? Lý do chính là do hàm lượng vitamin C trong quả chanh là yếu tố giúp chuyển hóa chất béo thành sunfat tan trong nước, từ đó đào thải ra ngoài theo hệ bài tiết một cách nhanh chóng và an toàn. Đặc biệt, khi kết hợp chanh dây với mật ong thì lại quá hoàn hảo. Hai nguyên liệu từ thiên nhiên không chỉ mang đến cho bạn một thức uống hấp dẫn, ngon miệng mà còn giảm béo siêu hiệu quả nữa. Cách làm như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất, các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị đó là: thứ nhất là 3 quả chanh leo, thứ hai là một chút mật ong nguyên chất, với cách giảm cân này chúng ta chỉ sử dụng 2 nguyên liệu này thôi nhé. Cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên với chanh, bạn hãy cắt chanh làm đôi. Sau khi cắt xong, bạn hãy dùng một cái thìa và nạo lấy phần hạt bên trong ra một cái bát cho mình. Tiếp đó, bạn hãy dùng thìa dằm cho các chất có trong hạt chanh tiết hết ra. Sau đó, với lượng chanh như thế này, bạn cho vào khoảng 300ml nước đun sôi để nguội. Và bạn tiếp tục dằm cho các chất tiết ra nhiều nhất có thể. Và giờ chúng ta tiến hành lọc bỏ phần hạt và phần bã, chỉ thu lấy phần nước mà thôi. Với cốc nước chanh leo này, bạn hãy cho một thìa mật ong nguyên chất vào. Sau đó bạn khuấy đều tay cho hai nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một là được. Đây chính là cốc nước mà chúng ta cần cho cách giảm cân này. Rất đơn giản để thực hiện phải không các bạn? Cách sử dụng cốc nước này như sau.
Bạn nên uống cốc nước chanh dây mật ong này mỗi ngày hoặc ít nhất 1 tuần 3 đến 4 lần sau bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa 30 phút. Hãy thưởng thức cùng với một ít đá bi hoặc đá bảo để mát lạnh hơn. Lưu ý, không nên uống nước chanh dây quá chua cũng như quá ngọt sẽ làm hại dạ dày hoặc làm mất tác dụng giảm cân của chanh dây. Không uống quá nhiều nước chanh dây, trong một ngày nên uống khoảng 1 đến 2 ly là vừa. Chỉ sau 1 tuần áp dụng, bạn sẽ thấy cân nặng của mình giảm rõ rệt. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.